Ngày 5 tháng 7, chi bộ trường Trung học phổ thông Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 3 học sinh lớp 12. Ba học sinh được kết nạp Đảng là em Huỳnh Thị Bỉ Linh, em Phan Nguyễn Ngọc Anh và em Võ Văn Khánh Hào. Ba em là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc 3 năm liền, có hành kiểm tốt, tích cực trong các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao tại trường, tham gia và đạt thành tích cao trong các cuộc thi do Đoàn Thanh niên, Sở ngành tổ chức. Được biết, trong thời gian qua, chi bộ trường trung học phổ thông Dương Minh Châu đã giới thiệu bồi dưỡng cảm tình đảng cho nhiều học sinh tiêu biểu. Từ năm học 2021-2022 đến nay, chi bộ trường trung học phổ thông Dương Minh Châu đã kết nạp được 8 đoàn viên ưu tú là học sinh vào đảng. Thời gian qua, Ban Thường vụ huyện đoàn Dương Minh Châu cũng đã triển khai chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác ra soát, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho cấp quỹ đảng xem xét, kết nạp, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú là học sinh trung học phổ thông tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng để tạo nguồn. Qua đó, kết nạp được nhiều đoàn viên ưu tú là học sinh đứng vào hàng ngũ của đảng.